Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Boss nhận token BOSI nha các bạn. Thì đây là trang chủ dự án. Thì hiện tại thì dự án này đang có chương trình iDrop, đó là tham gia vào cái iDrop này. Chúng ta sẽ ăn chia là 1 triệu token USD nha các bạn. 1 triệu token 1 triệu USD con token BOSI này nha các bạn. Thì dự án này mình xem sơ qua cũng khá là tiềm năng. Thì dự án này là nó có sàn DEX riêng này nhá, có sàn DEX riêng hiện tại beta thôi, họ chưa lao chờ đâu. Và ngoài sàn DEX của họ ra thì họ làm về là farming yield farming các bạn, có nghĩa là farm token đấy và MST nhá. Ok, thì tham gia vào cái airdrop này cũng đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần connect wallet với chúng ta và connect với lại cái Telegram của chúng ta là xong thôi nhá. Ok, thì ở trên điện thoại, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trên điện thoại nhé. Ok, thì để tham gia vào cái dự án hôm nay ấy, thì các bạn copy lại cái link dưới phần mô tả video giúp mình. Sau khi copy xong thì các bạn mở cái ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của các bạn ra nhé. Thì sau khi các bạn mở ví Trust Wallet thì các bạn nhớ chuyển đổi sang mạng Binance Smart Chain giúp mình nhé. Ok, thì trên bạn nào mà dùng ví MetaMask thì nhớ chuyển đổi sang mạng, các bạn nhấn vào đây, các bạn chuyển đổi sang mạng Binance Smart Chain giống mình. BSC đây. Còn bạn nào mà dùng ví Trust Wallet thì các bạn chọn vào phần dấu ba cái logo ở trên á, nếu mà nó chưa chuyển đổi sang mạng Binance á thì các bạn chuyển đổi sang mạng nhé. Các bạn nhấn vào cái logo Ethereum ở trên á. Các bạn sau đó các bạn chuyển đổi sang mạng Smart Chain nhé. Sau đó thì các bạn mở một DApp của các bạn ra. Thì trên mục DApp các bạn copy lại cái link dưới phần mô tả video, các bạn dán vào cái mục DApp, sau đó các bạn ấn vào đi nhé, các bạn ấn nút tìm kiếm, nút đi. Ok, bước tiếp theo đó thì chúng ta cần connect wallet, thì các bạn ấn nút connect giúp mình. Các bạn chọn vào phần MetaMask. Còn trên với Trust Wallet các bạn cũng chọn là MetaMask luôn nhé. Các bạn tích vào MetaMask thì nó sẽ tự động connect cho các bạn thôi. Ok, sau đó các bạn ấn nút kết nối connect. Ok, thì sau khi connect xong thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của các bạn thôi. Có nghĩa là chúng ta đã connect thành công nhé. Ở trên đây nó cũng sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của chúng ta. Tiếp theo đó thì chúng ta là cần connect Telegram. Thì ở phần connect này, thì ở phần connect Telegram này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video giúp mình. Các bạn mở cái con bot ra giúp mình nhé. Các bạn mở con bot, các bạn vào link thứ hai á, dưới phần mô tả video các bạn mở con bot Telegram ra giúp mình. Thì trên con bot các bạn ấn vào nút Start nhé. Ok, sau đó thì các bạn ấn vào nút Memory Connect này này. Ok, tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái địa chỉ ví của chúng ta mà tham gia vào cái airdrop này. Cái địa chỉ ví mà hồi nãy chúng ta connect ở trên ví đó các bạn. Hồi nãy chúng ta connect trên đây này, cái địa chỉ ví của chúng ta này. Thì cái địa chỉ ví thì các bạn copy lại cái địa chỉ ví Smart Chain của các bạn thôi nhé. Trên ví của các bạn á, các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Hoặc là các bạn quay trở lại với cái ví của các bạn thì ở trên đây các bạn nhấn vào cái địa chỉ ví của các bạn này. Sau đó các bạn ấn vào biểu tượng copy này, các bạn copy lại thôi nha. Các bạn ấn vào biểu tượng copy, các bạn copy lại cái địa chỉ ví Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại với con bot Telegram, các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây, các bạn gửi cho con bot. Ôi mình nhầm các bạn, copy địa chỉ ví mà sao copy lại cái link kia ta. Ok, tự nhiên mình gửi cái đường link này làm gì, cái địa chỉ ví mà mình gửi, địa chỉ ví mình không gửi mà mình gửi cái đường link này. Ok, thì cái địa chỉ ví á, thì các bạn có thể là quay trở lại với, các bạn copy lại cái địa chỉ ví Binance Smart Chain của các bạn á nhé. Nếu mà các bạn copy không được thì các bạn quay trở lại, các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn này nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây thôi đấy, cái địa chỉ ví mà chúng ta connect đấy. Ok, sau đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là join vào group, các bạn vào Telegram group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel, các bạn vào Telegram channel. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter, like và retweet lại bên tít, các bạn vào Twitter.
trên từ Twitter của dự án các bạn ấn nút follow theo dõi, sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like, sau đó các bạn ấn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ là một cái trực tiếp, các bạn ấn vào retweet từ bên lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn vào nút next step. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta điền lại username từ Twitter, thì các bạn quay trở lại từ Twitter, các bạn ấn qua tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái link bài viết mà chúng ta chia sẻ kèm tag ba người bạn kèm với cái hashtag này. Ok, thì các bạn copy lại cái đoạn hashtag này giúp mình nhé. Các bạn copy cái đoạn hashtag đến BSC này, bot season này, tới BSC nha. Các bạn copy lại cái đoạn hashtag này. Sau đó các bạn nhấn vào từ Twitter, các bạn nhấn vào chữ pin tích từ Twitter bot này nè. Chúng ta đi đến từ Twitter của dự án lại. Chúng ta chia sẻ bài viết rồi, copy lại cái link bài viết mà chúng ta chia sẻ nhé. Ok, thì ở cái bài viết này nè, thì hồi nãy chúng ta chia sẻ nhầm rồi. Bây giờ các bạn ấn nút chia sẻ lại. Sau đó các bạn chọn vào phần water with, từ với lại bằng bình luận đó nhé. Sau đó các bạn dán cái đoạn hashtag các bạn vừa copy vào đây. Sau đó các bạn xuống hàng, các bạn tag thêm 3 người bạn vào đây giúp mình. 1 này, 2 này, 3 này. Ok, sau đó các bạn ấn vào phần tweet chúng ta đang là bài viết này. Sau đó thì các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn chọn qua phần tweet và reply. Sau đó thì các bạn copy lại cái link bài viết bạn vừa chia sẻ nhé. Thì ở dưới bài viết nó có dấu mũi tên lên, các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn chọn vào phần copy link to tweet. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link bài viết đó vào đây và gửi cho bot. Ok, tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là follow kênh mạng xã hội Reddit và điền lại username. Các bạn vào Reddit. Thì trên mạng xã hội Reddit các bạn ấn nút Join Community. Ok, sau đó thì các bạn chọn vào phần dấu ba gạch ở phía góc trên bên tay phải. Sau đó các bạn nhấn vào cái username của các bạn này, nhấn vào cái tên Reddit của các bạn. Sau đó thì các bạn copy lại cái username Reddit của các bạn nhé. Đây là cái username này, U sẹt này. Các bạn sao chép lại, sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Reddit của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó là mạng xã hội Medium. Thì mạng xã hội Medium thì các bạn ấn vào Medium, sau đó điền lại username. Chúng ta tiến hành follow Medium của dự án nhé. Thì bạn nào mà vào Medium không được thì các bạn file EB nhé. Mình đã có video hướng dẫn các bạn là dùng ứng dụng file EB rồi. Các bạn bật VPN lên thì sẽ vào được Medium thôi nhé. Ok, thì trên Medium của dự án các bạn ấn nút follow. Sau đó các bạn chọn vào phần hình đen 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 ở phía góc trên bên tay phải này. Sau đó các bạn nhấn vào cái avatar của các bạn. Các bạn nhấn vào avatar, tiếp theo đó các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn, sao chép lại cái username ở dưới tên của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username Medium của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong. Vậy đợi đợi mình tới nhé, mình copy mình dịch ra cái dòng này nhé. Bạn hoàn thành tất cả nhiệm vụ, vui lòng truy cập person để tiếp tục ở trên. Ok, thì tiếp theo đó thì sau khi các bạn làm trên boss xong thì các bạn quay trở lại với cái quý của các bạn nhé. Các bạn mở cái quý của chúng ta ra. Hồi nãy mà chúng ta connect trên trang web á, bây giờ chúng ta quay trở lại với cái quý, chúng ta quay trở lại với trang web đó, chúng ta log lại thì chúng ta sẽ connect được Telegram thôi. Ok, chúng ta các bạn quay trở lại với trang hồi nãy nhé. Ok. Thì sau khi nếu mà các bạn quay lại mà nó ở chỗ Telegram này nó chưa connect á, nó chưa hiện dấu tích mà quê này này, thì các bạn nhớ log lại trang nhé. Các bạn ấn vào log này,
tải lại này nhé. Các bạn nhấn vào dấu gạch ở dưới này, các bạn ấn nút tải lại nhé. Tải lại thì nó sẽ tự động connect thôi, tại vì chúng ta đã làm vừa làm ở trên bot trên Telegram rồi nhé. Thì sau khi chúng ta làm hai nhiệm vụ đó là connect wallet và connect Telegram xong, thì nhiệm vụ thứ cuối cùng đó là nhiệm vụ điền lại email. Thì các bạn điền lại email của các bạn nhé. Chúng ta điền lại email này. Ok. Sau đó các bạn ấn vào nút submit. Sau khi submit xong thì sẽ có một cái code nó gửi về email cho các bạn. Các bạn vào email, các bạn lấy cái đoạn code đó nhé. Đợi mình tí, mình sẽ vào email trên đây. Các bạn vào email, các bạn lấy đoạn code nhé. Chưa thấy email các bạn ạ. Đây đây, có email rồi đây. Thì trên email nó sẽ có một cái dãy số code này nhé. Các bạn điền lại ở trên đây. 5854303. Các bạn điền lại số code đó nhé. 854303. Sau đó các bạn ấn vào nút submit giúp mình nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Ok, thì chúng ta chỉ cần làm 3 nhiệm vụ thôi các bạn nhá. Nhiệm vụ đầu tiên là connect wallet này này, nhiệm vụ thứ hai là connect Telegram. Connect Telegram là chúng ta làm ở trên bot á nhá. Thì tiếp theo đó thì các bạn connect email là thành công thôi. Tới bước này là chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ rồi. Và các bạn kéo xuống bên dưới đây một tí thì nó sẽ có cái link red của các bạn nhá. Thì các bạn copy lại cái link red này đi tuyển thợ ăn bì để nhận thêm cái ticket để ăn chia 1 triệu đô token BOSSI này nha các bạn. Đây là link red của các bạn này. Ok, thì như vậy là cái video mình đợi mình kiểm tra lại trên con bot nó có phản hồi gì không nhé các bạn. Mình làm trên quý xong rồi, bây giờ mình lên con bot mình kiểm tra lại thôi. Ok, thì trên con bot các bạn chỉ cần làm như vậy thôi nha. Để mình ấn skip thử xem. Ok, mình đã reset rồi, các bạn không cần làm gì đâu nhé. Thì mình sẽ tóm tắt lại, đó là đầu tiên thì các bạn connect này, connect ví của các bạn này. Các bạn connect ví của các bạn này. Tiếp theo đó thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video, các bạn mở con bot ra và các bạn làm tất cả các nhiệm vụ trên con bot nhé. Thì sau khi làm hết nhiệm vụ trên con bot xong, thì các bạn quay trở lại với cái ví của các bạn nhé. Thì sau đó các bạn log lại thì nó sẽ tự động connect Telegram cho các bạn thôi. Tiếp theo đó thì các bạn connect email nữa là xong nhé. Ok, thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là tham gia ăn chia 1 triệu đô token BOSI đến từ dự án Bot Tyson đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.